thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi nhâm dần sinh năm 1962 nữ mạng nữ mạng nhâm dần cung cấn mạng bạch lạp kim bà cổ thiên quyền nữ độ mạng tổng quan tử vi nữ mạng tuổi nhâm dần nữ mạng nhâm dần phải trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống sang trung giận thì tình duyên có nhiều đổi thay đến hậu giận mới được bù đắp sống trong an nhàn và hạnh phúc tiền tài phát triển mạnh mẽ từ trung vận tạo tiền đề cho cuộc sống ở hậu vận được đủ đầy những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 80 tuổi nếu ăn ở hiền lương làm nhiều việc thiện thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng về tình duyên chuyện nhân duyên của những nữ mạng nhâm dần được phân thành ba trường hợp sau những ai sinh vào các tháng giêng và tháng tư âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ thay đổi đến ba lần những nữ mạng nhâm dần sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút vì chuyện tình duyên chỉ thay đổi hai lần trong cuộc đời. Những người may mắn nhất là những người được sinh vào các tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Đường tình duyên của những người này vô cùng viên mãn, hạnh phúc, không có sự thay đổi nào cho chuyện hôn nhân, gia đạo và sự nghiệp gia đạo có nhiều xung khắc không mấy hòa thuận tình duyên gặp nhiều gian trưng trắc trở vào tiền giận và trung giận sang hậu giận được thảnh thơi hưởng phúc công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở và sáng lạng vào tiền giận và trung giận sự nghiệp được dạng toàn vào năm 30 tuổi tại lộc vượng pháp tuổi hợp làm ăn để mọi chuyện được xuân sẻ thuận lợi thu về nhiều lợi nhuận thì nữ mạng nhâm dần nên kết hợp làm ăn với các tuổi giáp thìn, mậu thân và canh tuất. Có như vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng thành công, ít gặp trở ngại, tiền vào như nước, mưu sự ắt thành, đại cát đại lợi. Lựa chọn vợ chồng, nếu lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp về tình duyên và tài lộc sẽ tạo cho nữ mạng nhâm dần có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Tiền tài dư giả, đó là các nam mạng tuổi, mậu thân, giáp thìn và canh tuất. Cuộc sống ở mức bình thường, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thấm thiết thì nữ mạng nhâm dần kết hôn với những tuổi hợp về tình duyên nhưng không hợp về tiền tài lộc đó là các tuổi đinh mùi tân hợi tân sửu và kỷ hợi hai năm mạng tuổi quý mão và kỷ dậu không hợp với nữ mạng nhâm dần về cả tình duyên lẫn tài lộc nếu kết duyên với hai tuổi này thì vợ chồng sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong có được cuộc sống đầy đủ hạnh phúc ở những năm này không hợp cho đường tình duyên đó là các năm 20 tuổi, 26, 32, 38, 33 và 50 tuổi cần tránh kết hôn nếu không sẽ gặp cảnh vợ chồng xa lìa, chia lìa xa cách. Sẽ có nhiều trở ngại đối với việc nên duyên vợ chồng với những nữ mạng nhâm dần sinh vào các tháng Duyên tháng 2, tháng 10 và tháng 11 âm lịch tuổi đại kỵ. Khi gặp phải những tuổi Xung khắc và đại kỵ, nữ mạng nhâm dần cần tránh kết hôn hay cộng tác làm ăn chuyện lớn nếu kết hợp thì chỉ chuốc lấy thất bại tình duyên gian dở. những tuổi đại kỵ là các tuổi nhâm dần nữ mạng gồm có] ất tỵ, bính ngọ, nhâm tý, đinh tỵ, mậu ngọ, canh tý và giáp ngọ. Gặp tuổi đại kỵ thì mọi việc nên thận trọng và đơn giản hết sức nếu hai bên trót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là đại kỵ] thì mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì tránh việc tổ chức cưới hỏi rầm rộ mà chỉ nên làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời còn nếu người thân trong gia đình phạm tuổi đại kỵ thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mọi người sẽ giảm bớt xung kỵ tránh được tai ương thêm vào đó những tuổi đại kỵ nên nhường nhịn lẫn nhau tránh kẻ xung đột Cải vả, kẻo rước họa vào thân Năm khó khăn nhất Nữ mạng nhâm dần có đại hạn vào các năm 23 tuổi, 25, 29 và năm 34 tuổi Vào những năm này mọi chuyện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại Vì vậy bạn cần hết sức thận trọng trong mọi việc Cân nhắc thật kỹ lưỡng Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng Bạn nên tránh hùng vốn kinh doanh hay công tác Công tác thực hiện những dự định lớn nếu không công sức tiền của của bạn sẽ đổ hết xuống sông xuống biển nữ mạng nhâm dần cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân để đề phòng đau ốm bệnh tật bất ngờ ngày giờ xuất hành hợp nhất những người tuổi nhâm dần thích hợp xuất hành nhất là vào giờ chẳng ngày chẳng và tháng chẳng nếu xuất hành vào đúng thời điểm trên bạn sẽ gặp được nhiều suôn sẻ may mắn tránh được bất trắc xui xẻo mọi việc như ý muốn thu về nhiều tài lộc và thành công diễn tiến từng năm từ năm 19 đến năm 25 tuổi trong các năm này bạn sẽ gặp nhiều điều phiền muộn trong tình cảm tài lộc suy giảm bạn cũng cần thận trọng trong mọi công việc đề phòng nguy hại tới tính mạng từ năm 26 đến năm 30 tuổi công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi vận may song hành với bạn vào khoảng thời gian này nếu hợp tác kinh doanh hay thực hiện những dự án lớn sẽ mang lại nhiều thành quả ngoài sự mong đợi. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, công danh sự nghiệp được tốt, được tốt đẹp. Nếu có dự định xuất hành đi xa thì phải hết sức cẩn trọng, chuẩn bị thật chu đáo và nên tuân theo khung giờ hoàng đạo ở trên sẽ mang lại nhiều tài lộc cho bạn. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, trong các năm này, nhâm dần nữ mạng nên chú ý tới tính mạng dễ gặp tai bay dạ gió, chuyện tình cảm có rạn nứt. Tuy nhiên, chỉ cần nhẫn nhịn sáng suốt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, không nên nóng giận, nông nổi và mà phá vỡ hết những gì đã xây dựng được. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, đây là khoảng thời gian khá bình lặng, yên ổn, công việc, sự nghiệp, chỉ ở mức trung bình. Đặc biệt cần có kế hoạch chi tiêu quản lý tài chính hợp lý, tránh tiến hành hùng vốn kinh doanh hay giao thương sẽ không bị hao tổn tiền của từ năm 46 đến năm 50 tuổi nhiều chuyện vô cùng hay đẹp sẽ đến với bạn vào những năm này có nhiều thuận lợi trong giao thiệp tài chánh nếu bạn tỉnh táo nhận thức đúng đắn sẽ thu được nhiều tiền tài nhờ đó cuộc đời sẽ được vinh hoa phú quý từ năm 51 đến năm 55 tuổi mọi chuyện trong những năm này ở mức khá bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của những người thân trong gia đình bạn cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề tài chính và sức khỏe của bản thân, đề phòng hao tổn hay ốm đau bệnh tật. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, mọi sự đều bình thường, không có biến cố lớn hay quan trọng nào xảy đến trong những năm này. Cuộc sống có nhiều niềm vui, tài vận đến hết sức và đến sức khỏe của gia đình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.